Trung Quốc triển khai radar có thể phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ ở Biển Đông. Rosneft rút khỏi dự án với Việt Nam trên Biển Đông, liệu có nguy cơ an ninh? Sóng gió qua hệ Mỹ-Philippines. Thỏa thuận quốc phòng Nhật Bản-Việt Nam nhắm vào Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm không thể chìm của chuỗi đảo đầu tiên, tại sao Đài Loan lại quan trọng đối với Hoa Kỳ và Nhật Bản? Kính chào quý khán giả đang theo dõi mục tin Biển Đông và eo biển Đài Loan ngày 13 tháng 9 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trang mạng Sun Militaire OPEC 360.com của Pháp vào ngày 14 tháng 9 cho biết, Bắc Kinh dường như đã cho triển khai các loại hệ thống radar hiện đại, có khả năng phát hiện máy bay tàng hình của Mỹ tại những vùng biển mà Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền. Trang tin chuyên về quân sự đã dẫn một bài viết đăng trên Hoàn Cầu Thời báo vào hôm thứ Tư của chuyên gia quân sự Fu Jianshao đánh tiếng cho hay là quân đội Trung Quốc đã triển khai một số hệ thống radar chống tàng hình. Các kiểu loại máy bay như là F-35C có thể là bị phát hiện. Cũng theo Fu, thì Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đối phó với những hành vi khiêu khích như thế. APL không thể bị đánh bại trong giới hạn chủ đạo thứ hai. Chủ đạo thứ hai bao gồm Poning và quần đảo Marshall, trong đó có đảo Guam. Còn chủ đạo thứ nhất nối liền quần đảo Ryukyu, Đài Loan, phía bắc Philippines và Borneo. Tuy nhiên, vị chuyên gia Trung Quốc này không cho biết cụ thể là loại radar chống tàng hình đã được quân đội Trung Quốc triển khai. Vào hồi tháng 4 năm 2021, tập đoàn nhà nước China Electronic Technology Group đã tiết lộ chiếc ILC-8B, một loại radar giám sát chống tàng hình băng tần dài UHF-3D, nhưng không cho biết đã đưa vào hoạt động hay chưa. Những tuyên bố mạnh mẽ này được đưa ra vào lúc chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ USS Carvington cùng với tổ tác chiến sau cuộc tập trận chung mang tên Glasgow Exercise 2021. Có sự tham dự của hàng không mẫu hạm Anh Queen Elizabeth lên đường đến Biển Đông. Trong thông báo vào ngày 10 tháng 9, Hải quân Mỹ đã giải thích rằng nhiệm vụ của USS Carvington là nhằm để bảo vệ tự do lưu thông hàng hải, an ninh và ổn định trong khu vực. Đáng chú ý là trong nhiệm vụ tuần tra lần này thì Carvington lần đầu tiên đã được trang bị 10 chiếc đời thứ 5 F-35C, Trifighter Squadron 147 Argonaut. So với những lần triển khai trước đó, tổ hợp tác chiến Carvington còn tăng cường số máy bay tác chiến điện tử EA-18 Prowler, máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D Hawkey và máy bay tiêm kích FA-18 Super Hornet. Hải quân Hoa Kỳ đã khẳng định những phương tiện bổ sung trên phương diện chiến tranh điện tử, dò thám, chỉ huy và kiểm soát được phối hợp với những năng lực của chiếc F-35C sẽ giúp cho tổ hợp hàng không mẫu hạm này giữ được thế an toàn. Khi cung cấp khả năng phát hiện và phá hủy những tín hiệu dò bắt từ đối thủ trước khi bị kẻ thù phát hiện. Thưa quý vị, dù lợi nhuận ròng trong quý 2 lên tới là 233 tỷ rúp, tương đương với 3,1 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn Rosneft của Nga vẫn quyết định là rút hoàn toàn khỏi các dự án với Việt Nam trên Biển Đông. Điều này đã khiến cho một số người lo ngại về nguy cơ an ninh giữa bối cảnh là Trung Quốc thời gian qua đã liên tục gây sức ép buộc cho các công ty quốc tế phải ngừng hợp tác với Việt Nam trong việc là khai thác dầu khí ở các khu vực mà Bắc Kinh đã cho là thuộc về chủ quyền của mình. Theo thông tin từ các hãng tin Nga Interfax, TASS và Frame, Rosneft vừa thông báo là rút vốn khỏi công ty con Rosneft Việt Nam. Đây là đơn vị vận hành dự án sản xuất khí Condensate tại Việt Nam. Trong khi đó, thì Rosneft vừa sở hữu là 100% cổ phần tại công ty này. Thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9. Tiếp theo là hàng loạt sự ra đi của các công ty dầu khí quốc tế khỏi Việt Nam dưới sự áp lực của Trung Quốc trong những năm qua. Việc rút vốn của Rosneft khỏi các dự án ở Biển Đông đã làm dấy lên nghi ngờ là về khả năng công ty Nga đã bị Bắc Kinh gây áp lực tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện ISEAS của Singapore, về việc là chuyển giao này chỉ là một thủ thuật của phía Nga trong việc là hợp tác với Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói với truyền thông Mỹ, có một thủ thuật là tất cả tài sản của Rosneft ở Việt Nam đã được họ bán 100% cho công ty của nhà nước Nga và công ty Zerubbabel. Đó là công ty của nhà nước thuộc quyền cai quản của Tổng thống Nga và nó không bán cổ phần hay là cổ phiếu cho nước ngoài.
cho nên là những quốc gia như là Trung Quốc không thể mua được cổ phần hay là cổ phiếu ở đó. Tuy nhiên thì bất chấp nguyên tắc trên, ông Hợp đã cho biết Bắc Kinh lâu nay vẫn không ngừng tìm cách là chi phối, tác động bằng nhiều cách lên công ty của nhà nước Nga, cả về chính trị lẫn kinh tế. Thực chất là vào năm 2018, Trung Quốc đã gạ mua cổ phần của Sarubeknet ở đâu đó, thế nhưng Sarubeknet đã không bán. Chính vì vậy, việc Rosneft đã chuyển nhượng cổ phần cho Sarubeknet không đề ra mối đe dọa an ninh nào mà còn có lợi hơn cho Việt Nam. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã giải thích thêm, thật ra thì nhìn từ góc độ an ninh thì Trung Quốc không thể nào tác động hay là can thiệp được, gây ra những chuyện như là bắt ép và rút ra, phải dừng khai thác thì họ không làm được, mà như thế là rất tích cực. Rosneft đã tham gia vào dự án khai thác và sản xuất khí. Conrises là một dự án thăm dò tại Lô 061 ở Biển Đông. Trong hợp đồng Lô 061, Rosneft Việt Nam đã sở hữu 35% cổ phần và là nhà điều hành dự án, tập đoàn ONGC của Ấn Độ sở hữu 45% và tập đoàn dầu khí Việt Nam sở hữu là 20%. Theo báo cáo kết thúc vào ngày 30 tháng 6, lãi ròng quý 2 của Rosneft đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên là 233 tỷ rúp, tương đương với 3,1 tỷ đô la Mỹ, trong khi doanh thu tăng gấp đôi lên gần là 2.200 tỷ rúp, theo AFP. Giám đốc điều hành Rosneft Igor Shichin trong một thông báo sau đó đã cho biết, mức lợi nhuận ròng quý vừa qua là cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty, chủ yếu là nhờ vào sự phục hồi của giá dầu thô. Trong khi đó, Sarubeknet là tập đoàn đã liên doanh với Việt Nam suốt 40 năm qua, thông qua liên doanh Việt-Nga Vietship Petrol, chuyên thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam tại các mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Cá Tầm và Thiên Ân. Vào hồi tháng 6, thì tập đoàn này cho biết họ đã có kế hoạch kéo dài hoạt động ít nhất là đến năm 2045 và tham gia các dự án hiệu quả mới tại Việt Nam. Thưa quý vị, về việc phàn nàn Mỹ đã không cung cấp vũ khí hiện đại, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Devin Lorenzana mới đây đã tuyên bố cần xem xét lại toàn diện mối quan hệ đồng minh giữa hai nước. Thực tế thì kể từ khi ông Rodrigo Duterte đã trở thành Tổng thống Philippines vào năm 2016, thì hợp tác an ninh giữa Washington với Manila là có nhiều chuyển biến xấu đi, hoàn toàn là trái ngược với giai đoạn người tiền nhiệm. Dưới thời của ông Duterte, Manila đưa ra một số cáo buộc tiêu cực đối với vai trò của Mỹ trong lịch sử Philippines. Thì Washington chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte là vi phạm nhân quyền. Ông Duterte đã cố gắng đạt được các thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc và Nga, chứ không phải là Mỹ. Tuy nhiên, việc quan hệ Mỹ-Philippines đã xấu đi trong những năm qua không chỉ là do chính sách của Tổng thống Duterte. Đặc biệt là mới đây, Taliban đã nhanh chóng kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ đã triệt thoái, thì càng khiến cho nhiều đối tác đã nghi ngờ về cam kết của Washington dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Ngược về quá khứ, khi ông Barack Obama làm Tổng thống Mỹ, thì nước này từng thể hiện sự thiếu quyết đoán trước vấn đề Syria và một số nơi khác đã khiến cho vị thế an ninh của Mỹ suy giảm. Sau giai đoạn đó, ông Biden chính là Phó Tổng thống Mỹ. Cho nên, một lần nữa, nhiều đối tác đã lo ngại về sự cam kết và quyết đoán của Mỹ. Mặc dù vậy, về lâu dài thì khó có chuyện Philippines cắt bỏ hợp tác an ninh với Mỹ, bởi vì năng lực quân sự của Manila phụ thuộc rất nhiều vào Washington. Hiện tại thì sức mạnh quân sự của Philippines là quá yếu kém trước các thách thức then chốt, điển hình như là trước Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát Biển Đông. Chính vì thế mà Philippines cần Mỹ về lâu dài. Thưa quý vị, Nhật Bản và Việt Nam đã ký một thỏa thuận quốc phòng vào hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, cho phép tăng cường hợp tác và xuất khẩu thiết bị quân sự của Nhật Bản sang quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường cập cảng của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Việt Nam. Các cuộc tập trận chung đa quốc gia, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và thúc đẩy chung một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế. Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, thỏa thuận xuất phát từ những lo ngại chung về Trung Quốc càng ngày hung hăng, thể hiện một cấp độ mới trong phối hợp quốc phòng giữa hai đối tác. Khi hỏi về thỏa thuận giữa người đồng cấp Việt Nam Phan Văn Giang, ông Kishi cho biết, Nhật Bản hiện sẽ đẩy nhanh đàm phán bán tàu hải quân cho Việt Nam, tờ Seven Times cho biết. Ông đã nói thêm rằng thỏa thuận sẽ củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Trở lại thời chiến tranh lạnh, Việt Nam là đối tác quân sự thân thiết của Nga, nước cung cấp nhiều thiết bị quân sự cho nước này. Tuy nhiên, thì quốc gia này hiện đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng quân sự của mình, Bộ Quốc phòng nước này đã cho biết. Đối với Nhật Bản, thì thỏa thuận với Việt Nam là thỏa thuận thứ 11 như vậy.
Hiện tại thì Nhật Bản đang tìm cách là phát triển danh sách các đối tác quân sự ngoài đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ. Các đối tác khác là Nhật Bản đã ký thỏa thuận bao gồm Anh, Australia, Philippines và Indonesia, theo Al Jazeera. Trong buổi ký kết, ông Kishi đã lên tiếng phản đối những nỗ lực mà đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở những vùng biển của Bắc Kinh. Ông cũng đã chỉ trích luật bảo vệ bờ biển mới ở Trung Quốc, khiến cho nước đó dễ dàng bắn vào các tàu nước ngoài mà họ cho là xâm phạm. Bộ trưởng cũng đã nói rõ rằng số phận của Đài Loan là mối quan tâm nghiêm trọng đối với cả an ninh quốc gia Nhật Bản và phần còn lại của thế giới, theo Seven Times. Thỏa thuận Việt Nam-Nhật Bản trùng với chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người đã tuyên bố Trung Quốc tặng thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho nước này. Về vấn đề tranh chấp hàng hải, ông Vương cũng đã nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên trân trọng hòa bình khó giành được và chống lại sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài lãnh thổ, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thưa quý vị, kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, thì Trung Quốc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đài Loan và thường xuyên xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của quốc đảo này. Ngoài việc Hoa Kỳ đã đoàn kết các đồng minh để tăng cường bảo vệ Đài Loan, các chuyên gia cũng đã tiến hành các cuộc điều tra và nghiên cứu để phân tích tình hình trên eo biển Đài Loan, nhằm để ngăn chặn cuộc chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Vào tháng 5 năm nay, Quỹ James Tow đã xuất bản một báo cáo do tiến sĩ Matthew Brazil đã viết có tựa đề Kho báo Tại sao Đài Loan và vị trí của nó trong chuỗi cung ứng chip quốc tế lại liên quan đến Hoa Kỳ. Bài báo đã trình bày chi tiết về vị thế quan trọng của Đài Loan đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và toàn thế giới. Tiến sĩ Brazil đã tin rằng vị trí của Đài Loan trong chuỗi đảo đầu tiên và chuỗi cung ứng chip toàn cầu khiến cho nước này trở thành một kho báo trong số các kho báo và thế giới phải dốc toàn lực để bảo vệ Đài Loan, ngăn Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc. Tiến sĩ Brazil là một nhà nghiên cứu quỹ James Tow và ông cũng là một nhà văn. Ông đã nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc kể từ khi tốt nghiệp đại học tại Đại học California, Berkeley. Ông từng là chuyên gia về Trung Quốc trong văn phòng thực thi xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và sau đó là được bổ nhiệm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh với tư cách là một nhân viên thương mại. Ông cũng từng là chuyên gia bảo mật trong một cuộc điều tra ở Trung Quốc cho một nhà sản xuất chip của Mỹ. Báo cáo kho báo của tiến sĩ Brazil đã phân tích những lợi ích mà Trung Quốc sẽ đạt được sau khi chiếm đóng Đài Loan từ nhiều khía cạnh, bao gồm Trung Quốc có thể là tùy ý tiến vào Thái Bình Dương mà không vấp phải bất kỳ sự cản trở nào, bởi vì cho đến nay thì Trung Quốc vẫn bị phong tỏa bởi vì chuỗi đảo đầu tiên. Việc Trung Quốc đã triển khai quân đội gần tiến phòng thủ phía Nam sẽ giành được lợi thế trước Nhật Bản, vốn được xem là đối thủ cạnh tranh trước này của Trung Quốc. Sau khi chiếm được Đài Loan thì Trung Quốc tất nhiên là sẽ tiêu diệt Trung Hoa Dân Quốc mà nó xem là kẻ thù không đội trời chung từ trước đến nay. Bởi vì Đài Loan được thống trị bởi Trung Hoa Dân Quốc luôn được cả trong và ngoài nước Trung Quốc xem là một phương án thay thế hoàn hảo cho chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, tiến sĩ Brazil cũng đã chỉ ra rằng trong thời đại Internet ngày nay thì việc chiếm lĩnh Đài Loan là một kho báu có giá trị đối với Trung Quốc hơn bao giờ hết. Đó là có được một nhà sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng chip của cả thế giới. Hàng không mẫu hạm không thể chìm trên chuỗi đảo đầu tiên. Đài Loan là phần trung tâm của chuỗi đảo thứ nhất. Đối với Trung Quốc mà nói, thì nếu có thể kiểm soát được Đài Loan, vị trí chiến lược của nó có thể nói là vô giá. Cũng như vậy, đối với phòng ngự của Nhật Bản và Hoa Kỳ ở tại Thái Bình Dương, đặc biệt là trong việc trấn áp về sự bành trướng toàn cầu của Trung Quốc mà nói, thì vị trí địa lý của Đài Loan là cực kỳ quan trọng. Và Đài Loan cũng được ví như là một hàng không mẫu hạm không thể chìm. Về vị thế của Đài Loan trong chuỗi đảo thứ nhất, tiến sĩ Brazil đã gửi email phỏng vấn giáo sư Tomohiko Taniguchi của trường đại học Kyo, Nhật Bản. Giáo sư Taniguchi đã nói với tiến sĩ Brazil rằng Đài Loan quý giá đối với Nhật Bản còn hơn cả vùng lãnh thổ Gibraltar đối với Vương quốc Anh và Cuba đối với Hoa Kỳ. Nếu chẳng may Đài Loan bị Trung Quốc nuốt chửng, thì cán cân an ninh của hòa bình, thịnh vượng và tự do được duy trì sau Thế chiến thứ hai sẽ bị phá vỡ. Nhật Bản sẽ có sự xáo trộn từ cơ bản. Ông Toshi Yoshihara, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách ở Washington DC, cũng đã tuyên bố rằng sự sụp đổ của Đài Loan sẽ thay đổi nhận thức của Nhật Bản về an ninh. Vị thế của Nhật Bản đối với quần đảo Điếu Ngư sẽ không thể bảo đảm được. Quận Okinawa cũng đối mặt với sự thách thức. Do đó, Nhật Bản hết sức quan tâm đến Đài Loan. Còn đối với Hoa Kỳ mà nói, thì tuyến phòng thủ bảo vệ bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ đã tiến đến bờ biển châu Á kể từ sau Thế chiến thứ hai, tức là chuỗi đảo đầu tiên do Hoa Kỳ và các đồng minh kiểm soát.
Chuỗi đảo đầu tiên là chỉ chuỗi đảo được hình thành bởi quần đảo Kuril ở phía Bắc và Đài Loan ở giữa đảo Pohnau ở phía Nam. Vùng biển được hình thành bởi chuỗi đảo thứ nhất là khu vực hữu hiệu nhất để quân đội Hoa Kỳ phòng thủ trước quân đội Trung Quốc. Tư lệnh quân đội Mỹ Gerald MacArthur đã từng gọi Đài Loan là hàng không mẫu hạm không thể chìm trong chuỗi đảo đầu tiên. Tiến sĩ Brazil cũng đã chỉ ra rằng chuỗi đảo đầu tiên là rào cản để Trung Quốc tiến vào Thái Bình Dương. Không giống như là Hoa Kỳ ra vào Thái Bình Dương và Đại Tây Dương như là một cách tự nhiên, thì Trung Quốc phải băng qua chuỗi đảo đầu tiên để vào Thái Bình Dương. Như vậy thì quân đội nước ngoài rất dễ dàng trong việc là theo dõi tàu bè và máy bay ra vào Trung Quốc. Ông đã viết trong báo cáo. Vì những thực tế này, cả Nhật Bản và Trung Quốc đều rất quan tâm đến địa vị của Đài Loan. Hoặc là bởi quan hệ hữu nghị, hoặc là bởi vấn đề có thể là kiểm soát được lãnh thổ của mình hay không. Đài Loan là chìa khóa để hai nước trở thành cường quốc thế giới trong tương lai. Viên ngọc quý trong chuỗi cung ứng chip mà Trung Quốc luôn khao khát có được. Ngoài ra, ở một chuỗi then chốt khác, Đài Loan cũng thu hút sự chú ý của thế giới. Đó là vị trí của chip Đài Loan do TSMC làm đại diện trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn của thế giới. Một khi Đài Loan bị Trung Quốc kiểm soát, thì những thay đổi trong sản xuất chip cao cấp nhất sẽ có tác động lớn đến thị trường chip trên thế giới. Trong thời đại của Internet và thậm chí là Internet vạn vật, chip sẽ có mặt ở khắp mọi nơi và không gì có thể thay thế được. Hiện tại thì 63% thị trường chip trên thế giới do các nhà sản xuất chip Đài Loan kiểm soát. Đặc biệt là TSMC chiếm 56% thị phần thế giới và có công nghệ sản xuất chip hàng đầu thế giới. Chiều rộng chip của nó đạt đến mức là 5 nanomet. Theo báo cáo, nhà máy mới của TSMC tại Đài Nam sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2022 chip 3 nanomet. Nếu so sánh, thì ngành sản xuất chip của Trung Quốc thật sự kém xa so với Đài Loan. Trong báo cáo của mình, tiến sĩ Brazil đã chỉ ra rằng vào năm 2020, Trung Quốc đã chỉ sản xuất được 6% tổng số chip được sử dụng bởi các công ty Trung Quốc, tức là 94% lượng chip được sử dụng ở Trung Quốc vào năm 2020 phải dựa vào nhập khẩu. Nếu một cuộc chiến nổ ra ở biển Đài Loan và Trung Quốc kiểm soát được Đài Loan, thì liệu TSMC có thể trở thành miếng thịt béo bở của Trung Quốc hay không? Tiến sĩ Brazil đã nhận định rằng điều đó chưa chắc là đúng, bởi vì quá trình sản xuất chip rất phức tạp và rất nhạy cảm. Nếu xảy ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan và các nhà máy bị đóng cửa, thế thì ảnh hưởng về nguồn cung của mặt hàng này đối với thế giới vẫn đang dịch bệnh mà nói thì là không mấy đáng kể. Tiến sĩ Brazil cũng đã phỏng vấn một số chuyên gia sản xuất chip. Cuối cùng thì ông cũng đã chỉ ra trong báo cáo rằng, trong điều kiện bình thường, trong tình huống ngừng sản xuất có kiểm soát, tức là không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị, dù chỉ là vài ngày, đều sẽ cần 1 hoặc là 2 tuần mới có thể khôi phục sản xuất bình thường trở lại. Nếu đó là một sự cố ngừng sản xuất một cách đột ngột, thì có thể mất thời gian vài tuần, vài tháng, thậm chí là 1 hoặc là 2 năm mới có thể khôi phục được. Hơn nữa thì ngay cả khi Trung Quốc kiểm soát Đài Loan và tiếp quản TSMC, thì mặc dù có thể là thu được lợi ích trong ngắn hạn, nhưng với sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, thì công nghệ, thiết bị và nhân tài cần thiết để sản xuất chip TSMC dưới sự kiểm soát của Trung Quốc cũng sẽ bị hạn chế. Trung Quốc không bao giờ quên việc chiếm đóng Đài Loan, Hoa Kỳ cần phải cảnh giác. Ngoài vị thế là một hòn đảo kho báu trong chuỗi đảo đầu tiên và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng chip của thế giới, khả năng bùng nổ chiến tranh ở eo biển Đài Loan cũng là một vấn đề lịch sử mà Trung Quốc luôn canh cánh trong lòng. Tiến sĩ Matthew Brazil cũng đã phân tích rằng, kể từ khi Trung Quốc dựng lập chính quyền đến nay, thì việc chiếm Đài Loan luôn là một mục tiêu then chốt của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Và Hoa Kỳ luôn là rào cản bảo vệ Đài Loan và ngăn cản Trung Quốc đạt được mục tiêu này. Ông đã chỉ ra rằng, mặc dù các nhà lãnh đạo và quân đội Trung Quốc đã tập trung vào việc phòng thủ quốc gia hơn là tấn công Đài Loan trong khoảng thời gian 50 năm sau khi thành lập chính phủ, nhưng Trung Quốc vẫn luôn ghi nhớ mối quan tâm thân thiết giữa Quốc dân đảng và Hoa Kỳ. Và mối đe dọa của Quốc dân đảng đối với Trung Quốc về vấn đề ai mới thực sự là chính quyền hợp pháp của Trung Quốc. Trong báo cáo của mình, tiến sĩ Brazil cũng đã chỉ ra rằng, trong cuộc không kích vào Đại sứ quán Nam Tư vào năm 1999 và chiến tranh Iraq vào năm 2003, cho Trung Quốc đã thấy được rằng, thông tin hóa và ưu thế trên không đều rất quan trọng trong việc là chiếm đóng thành công Đài Loan. Mà quân đội của Trung Quốc vào thời điểm đó không có được hai điều kiện này. Do đó, trong kế hoạch 5 năm của Trung Quốc lần này đã đặc biệt bao gồm kế hoạch mục tiêu tấn công Đài Loan trong đó. Ông cũng đã cảnh báo rằng nếu khả năng trên không của quân đội Trung Quốc được nâng cấp trong năm 2020,
thì thời gian đối với Hoa Kỳ và Đài Loan mà nói sẽ càng cấp bách hơn đối với Trung Quốc, ngay cả khi Trung Quốc chọn không phát động chiến tranh xâm lược. Cuối cùng, ông cũng đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần phải chỉ rõ cho Trung Quốc rằng hành động gây hấn đối với Đài Loan hoặc là bất kỳ nơi nào khác ở châu Á sẽ không được Mỹ và các đồng minh dung thứ. Ông đã viết, chúng ta không thể thất bại, đồng hồ đã lên dây cót. Kính thưa quý vị, một tin biển Đông và eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.